thành phố giàu gấp 10 lần so với Việt Nam nhưng vẫn phải sống trong chuồng sắt. Khi xem nhiều phim Hồng Kông, chắc chắn nhiều bạn ở đây cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh của những tòa nhà cao chọc trời mang dáng vẻ đầy sự hào nhoáng và tráng lệ. Thế nhưng cũng giống như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Sự phát triển của những đô thị quá nhanh đã khiến cho sự phân cấp xã hội diễn ra ngày càng lớn, đến nỗi mà cả nơi ở cũng khiến cho người ta thấy được hóa ra chuồng không chỉ là nơi ở của động vật. Vậy tại sao một thành phố giàu gấp 10 lần Việt Nam mà nhiều người lại phải sinh sống như vậy? Hãy cùng D2T tìm hiểu xem sao nhé! Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về thành phố Hồng Kông trước nhé. Hồng Kông là đặc khu hành chính thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được coi là một trong bốn con rồng kinh tế châu Á và ảnh hưởng rất lớn với nền kinh tế toàn cầu. Đây là một thành phố ven biển và là một hải cảng lớn ở miền Nam Trung Quốc, giáp với tỉnh Quảng Đông qua thành phố Thâm Quyến ở phía Bắc và Biển Đông ở phía Tây, Đông và Nam. Được thiên nhiên ban tặng rất nhiều vịnh, sông và bãi biển, nơi đây có diện tích nước chiếm khoảng 3,16% và có phần đồng bằng với tổng diện tích là 1.108 km2. Bảo sao mà Hồng Kông lại luôn là nước phát triển về du lịch biển đến như vậy? Quay trở lại với cuộc sống của những người dân ở Hồng Kông, với tình hình kinh tế như được nói ở trên, có thể thấy được mức sống của những người nghèo nơi đây đúng là một điều không tưởng. Thế nhưng diện tích để ở tại nơi đây lại vô cùng hạn chế khi có hơn 1.000 km2 đất ở và chỉ có khoảng 25% diện tích này được giải phóng. Đồng nghĩa với việc phần lớn vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên với là cỏ cây, đồi núi. Cũng vì lý do này mà Hồng Kông nổi tiếng là một trong những nơi có thị trường bất động sản đắt đỏ và khủng hoảng nhà ở đã xảy ra trong nhiều năm nay. Điều này đã buộc những người lao động thu nhập thấp chấp nhận thuê những căn nhà lồng tồi tàn bị chia nhỏ đến mức cùng cực, thật đáng thương cho họ. Theo South China Morning Post, hiện có khoảng hơn 220.000 người dân đang sống tại 110.000 căn hộ chia nhỏ. Phần lớn trong số chúng nằm rải rác trong các tòa nhà đổ nát, những tòa chung cư cũ với điều kiện sinh hoạt ẩm thấp và vô cùng chật chội. Còn cùng cực như thế nào, các bạn hãy nhìn đây. Đến lồng chim còn to để chúng có thể bay lượn được, còn nhà lồng ở đây, con người chỉ còn đủ chỗ cho việc ngồi hoặc nằm mà thôi. Điều đáng buồn ở đây là mặc dù đã được giới chức kêu gọi cải thiện trong nhiều năm, song đến nay vẫn chỉ như mớ bỏng bong. Các nhà phát triển bất động sản tại Hồng Kông hiện nay cũng đang xây dựng nhiều hơn những căn hộ siêu nhỏ. Thế nhưng, giá đất tăng cao phì mã. Những căn hộ này được gọi là nhà nano, với kích thước trung bình là khoảng 24m2, nhưng được giao bán với giá lên tới vài triệu đô la Hồng Kông, chủ yếu nằm trong những tòa nhà cũ đã xuống cấp, thuộc sở hữu tư nhân. Siêu nhỏ là vậy, song những căn nhà này vẫn chưa phải chốn dung thân bé nhất tại Hồng Kông. Chốn dung thân bé nhất được nhắc đến chính là nhà lồng. Thông thường một tòa nhà sẽ có hơn 10 lồng xếp chồng, một phòng tắm duy nhất và một gian bếp chung. Nhiều người dân sống ở đây chia sẻ, họ có cảm giác rất kinh khủng vì không gian chật hẹp, không hợp vệ sinh, trong khi hệ thống gió kém, đặc biệt vào mùa hè. Tuy nhỏ bé, nhưng mỗi chiếc nhà lồng này cũng có đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Mỗi lồng sẽ có đệm, chăn, chỗ để đồ của họ sẽ là chiếc giỏ sắt, nơi họ sẽ phơi đủ thứ trên đời, từ quần áo, quạt, đồng hồ đến giấy vệ sinh. Để đảm bảo an toàn, chủ nhà sẽ cung cấp một chiếc khóa sắt để người thuê khóa lồng trước khi đi ngủ. Sơ sài là vậy, tạm bợ là vậy, tưởng sẽ mất ít phí sinh hoạt, thế nhưng tính riêng tiền để thuê nhà không thôi, đã mất đến 8 triệu đồng một tháng. Thật là khổ sở mà. Nếu không ở Hồng Kông mà dùng số tiền này, thì họ đã thuê được một căn nhà 3 tầng khang trang, 42m2 tại phố Khương Đình rồi đấy. Đã thế, nhiều lồng còn bé hơn chỉ bằng chiếc tủ quần áo, tức là hơn 3m2, chật đến nỗi những người thuê nhà không thể dang rộng cánh tay vươn vai một cách thoải mái. Như vậy có thể thấy được rằng, mặc dù Hồng Kông là một trung tâm kinh tế lớn, thế nhưng vẫn còn rất nhiều thứ bất cập. Bạn cảm thấy cuộc sống ở nơi đây có khổ hơn so với ở Việt Nam không? Để lại cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận cho D2T được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.